Hello and welcome back to my channel Start Scalego. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ quay về trên chiếc xe ô tô. Back to the gas. Granny chapter 2. Thank you.
I see you. Let's go. Oh.
Okay, let's go. Mình sẽ đổ xăng vào chiếc máy bay này. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. Rồi vào đây thì mình sẽ ra khu vườn. Thank you.
sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục tìm ngôi nhà thứ ba. Và đích đến đó là một nơi mà đã phát ra ánh sáng. Khi các bạn đến nơi đó thì các bạn sẽ chuyển sang chu đây. Đó như là chapter 2 của tụi này. Và khi bị phát điện, các bạn sẽ phi trên máy bay này. Nếu đó thì chúng ta sẽ leo theo chiếc máy bay và các bạn sẽ thoát ra được một lần. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ tư. Baby Angel. Từ game này từ khi update thì vào hơi khó một chút. Mình sẽ vào lại xem như thế nào. Rồi ok. Live 1. Ở đây thì mình sẽ phải thay chiếc tã này. Oh man. Không biết bản update này đã hoàn chỉnh chưa. Nhưng mà mình thấy thì bản update này đang thiếu một thứ. Đây có một vật gì đó. Take baby to bed. Nguồn điện ở đây thì mình vẫn chưa thấy đâu. Finish the storybook. Sit down. Watch TV on the sofa. Wow, em bé đá ra ngoài luôn này. Oh my god. Kinh đó. Snow. A curiosity in July, following such a sweet spring. Đây là một chiếc chìa khóa mở cái gì đây?
cho một chiếc chìa khóa mà không biết để mở gì. Cánh cửa này thì không mở ra được. Đây là mở cái này. Wow. Ok. Oh my god. Mèo. Sau đó các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Put the crest priest in the crest. Khi đó thì các bạn sẽ chuyển sang chapter 2 của tựa game này. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5. Demolish Malos. Chìa khóa mới mở được cánh cửa đó ra. À.
chìa khóa này các bạn sẽ đi mở vào một con đường nào đó, có thể là trong này chọn luôn và tiến sâu vào trong. Đi luôn. Oh my god. Rồi và mình sẽ chuyển sang cái game thứ sau. Chui trong này sẽ có gì không? Oh my god. Wow 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 wow. Giật mình. Oh my god. Wow. Đó, như thế và các bạn sẽ đi tìm hiểu tựa game này. Đây là một tựa game cũng khá là dùng mình nhá. Đôi lúc thì hiện những hình, đôi lúc là hiện những con ma đứng ngay cạnh các bạn, cho nên là các bạn sẽ hay bị giật mình. Đó, như thế và các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu bên trong. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ 7, Horror Cloud. Chapter 2.
Let's go. Hai quả bom. Rồi, let's go. Granny Chapter 1.
Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.